À, trước khi tham gia chương trình ID hôm nay thì mình có nghe nói là các thử thách của chương trình rất là khó nhằn. À, tên bài hát này nó có một từ nói về tình hình thời tiết. 1, 2, 3 là ra đúng không? Đúng rồi. Ok, anh đếm đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Và các bạn muốn biết xem là Tuấn có bị phạt hay không thì hãy đón xem vào thứ 6 tuần này nhé.